Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Ma trên Bo Thót mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, từ Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích là Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 20, Kinh An Trú Tâm Vitakkhasanthanasutta, phân đoạn 99, sẽ do Thượng tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạch. Thượng tọa hạnh đọc lễ Kinh Tam Bảo. Nam mô Bức Tha Giác. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, con cung kính tri ân sư phụ Minh Hạnh, và tiếp theo đây con cung thỉnh ngài Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh này. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cũng rất may là chúng tôi còn cầm mic nói, quý vị nghe rõ liên tục. Khi nãy không có nghe được Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh, chỉ nghe thoáng qua một vài chữ rồi cái mất đi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bạch kinh 20, tức là bài kinh Vitakkhasanthanasutta. Bài kinh này trước đây bản dịch trước kia của ngài Minh Châu là kinh Đình Chỉ Tư Duy,
tên kinh nói với nội dung chính của pháp thoại được Đức Thế Tôn giảng dạy cho chư tỳ kheo. Đình chỉ tư duy có nghĩa là làm ngưng lại, chặn lại, chặn đứng lại những cái tà tư duy bất thiện, những cái tư duy bất thiện, tức là tà tư duy. Nhưng mà cái bản sao định sau này đề cái tựa là kinh an trú tâm, nghe rất là tối nghĩa. Do đó tại kinh này chúng ta cứ xài cái kinh đình chỉ tư duy như vậy thì nó sẽ rõ nghĩa hơn. Kính thưa quý vị, Đức Phật như là một vị y vương, một vị thầy thuốc trị bệnh tâm của chúng sinh. Cái tư tưởng suy tầm nó làm cho nếu như mà suy tầm những cái pháp tốt đẹp thì nó sẽ đưa đến cái sự tiến hóa, đem đến cái sự an lạc. Còn nếu như mà suy tầm những cái pháp bất thiện, dục tầm, sân tầm, hải tầm, thời như vậy nó sẽ đưa đến cái sự nguy hiểm. Và do đó Đức Phật đã dạy bài kinh này để Ngài dạy cho các tỳ kheo về cách để làm chặn đứng các tư duy bất thiện. Đó cũng là một cái phương pháp công phu để tu tập tâm. Thưa quý vị, bài kinh này hôm nay sẽ do Thượng Tọa Pháp Căn giảng giải, nhưng mà giờ này vẫn chưa thấy Thượng Tọa Pháp Căn vào room. Và do đó xin được cùng thỉnh Thượng Tọa Dược Đẳng nói cho một vài lời về ý nghĩa tu tập của cái bài kinh này, trong khi chờ đợi xem coi Thượng Tọa Pháp Đăng hôm nay có vào room hay không. Nhưng trước nhất thì xin mời Phật tử MC đọc cho chính kinh. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lĩnh Ngài Tuệ Siêu đọc chánh văn. Dạ, bài kinh hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Mashima Nikaya, bài 20, Kinh An Trú Tầm Vitakka Sanghana Sutta, phân đoạn 99. Từ ghép là Vitakka Sanghana có nghĩa là cách điều phục và an tịnh sự suy nghĩ. Tên kinh gần với nghĩa nhất là kinh tịnh chỉ tư duy, bản dịch trước là kinh định chỉ tư duy. Tên kinh này nói lên nội dung chính của pháp thoại được Đức Thế Tôn dạy. Tên kinh theo bản sao sang định sau này là kinh An Trú Tầm, hơi tối nghĩa. Đây là một trong nhiều pháp thoại hàng ngày được Đức Phật giảng dạy cho chư tỳ kheo tại chùa Kỳ Viên, Xá Vệ. Nói về sự tu tập, đa số chúng sanh có ảo tưởng là mình suy nghĩ theo cách mình muốn. Kỳ thật thì phàm phu luôn bị cuốn hút bởi những sự suy nghĩ miên man. Không muốn suy nghĩ cũng không thể chặn được ý nghĩ. Thí dụ như là khi lo lắng, buồn giận, nuối tiếc, cảm thấy không an lạc, nhưng khó để mà ngưng trụ và an tịnh nội tâm. Đức Phật trong pháp thoại này dạy nắm các đề áp chế sức lôi kéo của những ý nghĩ bất thiện đó, năm cách để tịnh chỉ tư duy. Kinh văn như vậy: tôi nghe một thời Thế Tôn an trú ở Savatthi tại Chitavana, vườn ông Anathapindika. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: chư tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỳ kheo muốn thực tu tăng thượng tâm, cần phải thường thường tác ý năm tướng thế nào. Tác ý năm tướng thế nào là năm? Thứ nhất, hướng tâm vào những gì đối lập với tà tư duy. Thí dụ, tâm đang ham muốn mạnh liệt với cảnh khả ái, khả ý, nghĩ tới bản chất bất tịnh. Ở đây tỳ kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này các tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia, các ác bất tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Chư tỳ kheo, ví như một người thợ mộc thiện xảo, hay đệ tử một người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ nào đó tác ý một tướng nào, các ác bất thiện pháp, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi. Thời này chư tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tĩnh. Số 2, tác ý đến sự nguy hiểm của những ý nghĩ đang lôi kéo mãnh liệt là thắp sáng ý thức về những nguy hiểm. Để ý nghĩ đi quá xa, thí dụ tâm suy nghĩ hoài về những quan trái, quán thù, thì nghĩ tới nếu không khéo thì bản thân sẽ tạo nên những ác nghiệp, bị tù tội đời này hay sanh vào khổ cảnh kiếp sau. Chư tỳ kheo, nếu khi ấy tác ý một tướng khác với tướng kia liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời này chư tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong.
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, chư tỳ kheo. Ví như một người đàn bà hay một người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa, trang sức, nếu một xác rắn hay một xác chó hay xác người được quăng, được quàng vào cổ, người ấy phải lo âu, xấu hổ, ghê tởm. Chư tỳ kheo cũng vậy. Nếu tỳ kheo ấy quan sát, nhờ quan sát nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Số 3. Tác ý đến gì hoàn toàn khác biệt, có thể nói như một cách tránh né khôn ngoan. Thí dụ như tâm luôn bực bội chuyện gì đó mà không nguôi ngoai, thì đối cảnh đổi sinh hoạt. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời này chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, chư tỳ kheo. Ví như một người có mắt, không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình, người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. Chư tỳ kheo cũng vậy. Nếu tỳ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý, được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Số 4. Vận dụng chánh niệm để phục vụ qua các tư thế hay các cử chỉ của thân. Chánh kinh dùng chữ hành tướng của suy tầm, có nghĩa là biểu hiện của ý nghĩa qua thân. Thí dụ, lúc nổi nóng thường đi nhanh thì bằng chánh niệm đi chậm hay là bước khoan thai lại. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi ức niệm không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, chư tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục được an trú, được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người đang đi mau, suy nghĩ tại sao ta lại đi mau, ta hãy đi chậm lại. Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ tại sao ta chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ tại sao ta lại dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ tại sao ta lại ngồi, ta hãy nằm xuống. Chư tỳ kheo, như vậy người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng, nhất là làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. Chư tỳ kheo cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy tác ý đến như trên vân vân, được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Số 5. Chế ngữ tâm qua cách dán chặt lưỡi trên nóc giọng. Thân và tâm vốn liên hệ mật thiết, đôi khi tâm ảnh hưởng lớn đến tâm, hoặc ngược lại, nếu những ý nghĩ miên man không dừng lại được bằng sự vận dụng suy nghĩ hay chánh niệm, thì dùng thân như một cách chọi thẳng với tà tư duy, tà niệm, đó là ngồi vững và áp sát lưỡi trên nóc giọng cho đến khi bất thiện tư duy lắng dịu. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ vân vân đến si vẫn khởi lên, thời chư tỳ kheo ấy phải nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc giọng, lấy tâm chế ngữ tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi trên nóc giọng, lấy thân chế ngữ tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục vân vân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong vân vân, được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngữ, nhiếp phục và đánh bại. Chư tỳ kheo cũng vậy. Nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời chư tỳ kheo,
Tỳ kheo ấy phải nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc giọng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc giọng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Ác tâm, các ác bất thiện tầm, dự nghĩ liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được đi đến chính nhờ trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. Chư tỳ kheo, nếu tỳ kheo trong khi y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh khởi, tỳ kheo ấy tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy nhờ quán sát nguy sự nguy hiểm, các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy tác ý đến hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc giọng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỳ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn, vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, chớ không thể ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khác ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tin thọ lời Thế Tôn dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có sư phụ Pháp Đăng. Bây giờ con chưa thấy sư phụ Pháp Đăng vào. Và bây giờ kính thưa đạo tràng, kính thưa dạ con cung kính cung thỉnh sư phụ giác đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay, vì thượng tọa Pháp Đăng không có mặt trong room. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ giác đẳng tỳ kheo thay thế giùm thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Thầy siêu, lên lễ chư Tổ Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, với một cái nhìn của người Phật tử, thì cái mấu chốt quan trọng nhất là đời sống nội tâm. Chúng ta có thể không thay đổi được bệnh dịch xảy ra bên ngoài, chúng ta không thay đổi được cái cơ cấu chính trị, thậm chí là trong gia đình, con cái, vợ chồng đôi khi nói nhau không nghe. Nhưng mà có một thứ mà người ta có thể thay đổi được, đó là
cái suy nghĩ khi đời sống nội tâm. Nhưng mà qua lời dạy của Đức Phật thì với sự thay đổi nội tâm, chúng ta có thể thay đổi nhiều thứ ở trên thế giới này. Về điều này, ít có người thuyết phục chính mình nhận rõ điều đó. Tâm tư của chúng ta được sạch, được sáng, thì nó sẽ cho chúng ta cuộc sống rất là khác. Bởi vì những người nào có niềm tin vào sự tu tập sẽ thấy điều này. Nhưng mà thưa quý vị, khi nói đến đời sống nội tâm thì chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú: đi xa vời cô độc, vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, tử thân không bằng. Tâm thì mông lung, mơ hồ. Và những ai đã sống ở nội tâm rồi thì thấy rằng không phải dễ để chúng ta làm chủ được nội tâm của mình, hay tự chế. Giả là chúng ta có một thái độ mà tương đối tích cực, cứ đơn giản là mình muốn ngủ nhưng mà nó cứ trằn trọc, mình không muốn bực tức nhưng trong tâm hồn mình vẫn bực bội, mình không muốn dính mắc nhưng cứ nghĩ tới hoài. Đức Phật ngài dạy chúng ta cách để tự chế tâm. Ngài không chỉ nói rằng nên tự chế tâm, mà ngài còn dạy chúng ta cách đào để tự chế tâm. Và năm pháp mà Đức Thế Tôn đề cập đến ngày hôm nay có thể nói là những cái phương thức rất là thực tiễn, diệu dụng. Nhiều người bỏ rất nhiều tiền để tìm những phương pháp trị liệu tâm lý, nhưng mà kỳ thật thì họ quên đi một vài cái phương thức rất là căn bản, lợi dụng rất là nhiều. Ồ, chúng tôi có thấy thì có pháp đăng vào rồi, nãy giờ đang tiếp lời trong lúc chờ đợi sự tổ hợp đăng. Xin được hỏi là có biết sự tổ hợp đăng có cầm biết và có sẵn sàng được không? Nếu sự tổ hợp đăng cầm biết được, kính trình sự tổ hợp đăng khoa kỹ giảng cho bài học ngày hôm nay. Bài sự tổ hợp đăng trường tọa có nghe được không? Nếu sự tổ hợp đăng nghe được, xin trình sự tổ hợp khoa kỹ cầm biết. Để quý vị Phật tử quan hệ chờ một chút nhé. Dường như được truyền sự học đăng, lúc này được truyền chư tăng có đơn thì hơi yếu một chút. Dạ, quý vị chờ cho một chút. Sự học đăng sự đoạn có nghe được không vậy? Nếu được cái trình sự tọa khoan hỷ không biết. Thưa quý vị, nghe học đang nói là mưa lớn quá. Dạ, xin thỉnh thừa học đang có biết chưa? Dạ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, nãy giờ mưa lớn quá, thành ra thấy cái đường nét nó không có ổn định, vô ra nó lại rớt. À, bây giờ quý vị nghe được chưa hả? À, bữa nay mình đọc mình học cái bài kia, bài kinh An Trú Tâm đúng không? Dạ quý vị.
Thưa Phật tử, có lẽ Thượng tọa Pháp Đăng đang ôi dạ thấy Thượng tọa Pháp Đăng trở vào rồi, xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng cầm mic. Thưa vị, có nhiều khi Internet nó gặp rất nhiều vấn đề trục trặc. Cũng chứng bộ nghệ, chúng tôi cố gắng để tiếp lời của Thượng tọa Pháp Đăng. Khi nào Thượng tọa Pháp Đăng cầm biết được. Và thỉnh Thượng tọa. Và thỉnh Thượng tọa. Dạ vâng, quý vị để xin được thay lời cho Thượng tọa Pháp Đăng để trình bày bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta có nói rằng con người khi đã nhận ra rằng có rất là nhiều ý nghĩ mình hoàn toàn nhưng mà nó vẫn hiện khởi. Và chúng ta cảm thấy rất là bất cứ. Ví dụ như có ai đó họ nói xấu mình, họ xúc phạm đến mình, làm cho mình trở nên giận dữ. Nhưng mà rồi mình trở về mà cảm thấy rằng cái ý nghĩ giận dữ đó nó chỉ là khổ mình thôi. Biết như vậy nhưng mà còn vẫn không có xua đuổi, không có dùng gì tắt được sự giận dữ đó, thì lúc đó mình mới nhận ra rằng nội tâm của mình không có dễ đương đâu. Chúng tôi nhớ cái kinh nghiệm mà khi ở chùa Ngài Chanh Cha đó, thì thưa vì ở Thái Lan giống như Việt Nam chúng ta là vào mùa mưa thì chư tăng nhập hạ, và sau khi ra hạ sau rằm tháng 10 tức là hết lễ ăn lễ dân y rồi thì là tới mùa khô. Thì trong mùa khô là cái mùa rất là lý tưởng đi đi hành đậu đà, và ở chùa Ngài Chanh Cha thường lúc đó đưa chư tăng đi vào trong rừng. Thì ở Thái Lan còn có rất nhiều rừng, và việc mà chư tăng sống ở trong rừng là việc rất là bình thường. Thì thường thường những khu rừng mà ở đó cách không có xa làng bao nhiêu, chừng là 5-7 cây số để có thể đi khất thực được. Thưa quý vị, những ai mà có vào sống trong rừng rồi thì mới hiểu một điều rằng cho dù chúng ta là mạnh mẽ như thế nào, chúng ta là ai, thì lúc bây giờ để giữ cái tâm an tịnh, không sợ hãi, không đơn giản, không có buồn chán, không có đơn giản, không cảm thấy cô độc, không có đơn giản, nó có những cái trạng thái tâm mà mình không muốn nhưng mà nó cứ sanh khởi và nó khiến cho mình phải miên man. Đặc biệt là sự sợ hãi và cô độc.
Và khi mà mình sống như vậy đó, mình mới cảm nhận rằng chúng ta rất là yếu về đời sống nội tại. Ở đây chúng tôi muốn nói đến một sự việc hết sức là bình thường, là nếu chúng ta sống vào buổi chiều ở trong rừng thì thưa quý vị, không có đèn điện và trời bắt đầu sụp tối ở trong miền Nam hay gọi là chạng vạng, và ở trong lúc trời sụp tối như vậy đó, thì ở trong rừng nó có những âm thanh, chúng ta mới hiểu rõ cái thành ngữ gọi là chim kêu vượn hú, chưa kể tiếng côn trùng. Chim thì cái tiếng kêu, các tiếng gọi chim kêu về lục nội, hồn cô đơn vọng suốt mấy năm kỳ. Và tiếng con vượn nó hú thưa vị thì nó có nhiều khi giống như con nít khóc vậy. Và cái buổi chiều mà không có đèn điện, trời sụp tối xuống mà chim kêu vượn hú được các côn trùng, thì mình cảm tưởng là cái thế giới này không phải thế giới của mình. Lúc mình mới đi vào đó sống, mình cảm thấy đe dọa, và đặc biệt là chỉ sống trong một cái mùng, một cái cột, một cái mùng đó, thưa quý vị. Chỉ có cái nóc tre là nóc bằng dù thôi, còn ở bốn phía thôi là lưới. Nó phải mất một thời gian dài mới quen, một thời gian dài mới ổn định tâm tư. Thì những lúc đó đó, cho chúng ta thấy rõ cái bản chất của nội tâm mình. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ là tại sao không đơn giản để đương đầu với nội tâm. Chỉ cái cảm giác là trống vắng, buồn, nỗi buồn da diết thì quý vị cũng để xua đuổi. Chúng tôi đang sống ở tại Mỹ và thỉnh thoảng đọc rất là nhiều những bài báo nói về tâm trạng của con người trong thời đại dịch. Ban đầu thì trẻ em, thưa quý vị, sống cách ly rất là vui tại vì khỏi phải đi học. Sống cách ly rất là vui tại vì ở nhà có cha có mẹ, gần cha mẹ nhiều hơn. Nhưng mà nếu một vài tuần thì nó vui, không phải một vài tuần mà một vài tháng, bây giờ gần nửa năm rồi, và người ta có thể kéo dài gần một năm. Hạn chế đi lại, hạn chế đến các hàng quán, hạn chế sự giao tiếp. Nhiều khi chúng tôi gặp bất cứ ai rồi đó đều phải giữ khoảng cách. Ví dụ hôm qua ở chùa làm lễ nhập hạ, có số Phật tử lên để cúng dường. Đi mùa mưa và làm lễ mà thấy ai cũng giữ khoảng cách với nhau. Nó là một ở trong rất nhiều nhiều thí dụ để chúng ta cảm nhận được rằng nhiều khi không phải là cái hoàn cảnh mình có thể lựa chọn được. Chúng tôi đã từng nghe một vị bác sĩ rất là thương mẹ, mấy tháng rồi không được ôm mẹ, muốn chạy về ôm mẹ mà không dám, tại vì sợ không biết mình có bị lây lan không. Chúng tôi đã từng nghe những câu chuyện có những người họ bực bội. Ban đầu thì ở nhà gần với vợ với con rất thương, nhưng mà lâu ngày bực bội đánh vợ đánh con. Chúng ta phải thấy được rằng nếu chúng ta không có một cái phương cách khôn ngoan để đối diện với đời sống nội tâm thì ngay cả những cái tầm thường nhất nó vẫn có thể áp đảo, nó vẫn có thể chi phối, và nó sẽ biến chúng ta thành một con người mà mình không tưởng tượng được. Lấy một ví dụ là có một người
được người khác nhắc nhở là phải mang khẩu trang, chỉ chừng đó thôi, mà vì bất đồng chính kiến lấy dao đâm người đó hay đánh người đó, chỉ vì nó nhắc mang khẩu trang thôi. Khi mà chúng ta nhìn thấy hiện tượng đó thì nó không đơn giản là người đó là người ác, mà tại vì nó là những cái dồn nén về tâm lý. Bản thân của chúng ta, nếu chúng ta không khéo thì một lúc nào đó thì mình không còn là mình nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không kèm được những ức chế tâm lý và chúng ta trở thành một con người khác. Thì như vậy, nếu chúng ta hiểu được cái sự miên man, chúng ta hiểu được những cái trạng thái tâm lý sanh khởi mà chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta sẽ thấy được cái lời lạc khi đọc bài kinh này. Cũng như thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có những vị tỳ kheo đi vào trong làng khất thực, tình cờ nhìn thấy một cô kỹ nữ rất đẹp. Kỹ nữ thì có cái ngoại hình đẹp, trang điểm ăn mặc đẹp đẽ. Vị tỳ kheo thì đang tu tập, nhưng mà nhìn thấy hình ảnh kỹ nữ đó về, bây giờ làm sao? Đâu có thể nào mà đơn giản là đi tìm đến cái nàng kỹ nữ đó, hay làm sao để hoàn tục. Thì thứ vì chỉ cái việc mà thương nhớ không, tương đương nàng kỹ nữ đó không, thì cũng là hao mòn, gầy gò, ảnh hưởng đến tâm ý rất là nhiều. Thưa quý vị, qua kỹ chờ chúng tôi một chút. Thưa quý vị, ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta về năm cái phương cách để đối trị. Và dĩ nhiên là chúng ta không có sắp xếp những phương cách này theo cái thứ tự, đây là cách trình bày thôi. Cũng giống như khi mình học, học võ đó, thì họ dạy bắt đầu từ thế này tới thế kia. Nhưng mà khi ra ứng chiến thực tế thì họ đánh chỗ nào mà đỡ chỗ đó. Thì ở đây cái pháp đầu tiên là mình hãy tác ý đến cái gì đối lập với tà tư duy. Thí dụ như cái tâm của mình đang rất là sân, dạ, đang rất là sân. Và nếu mình nghĩ đến hình ảnh của một cái vị thầy hay một người rất là từ hòa, và cái đời sống rất là nhẹ nhàng, điềm đạm, hoặc giả là khi mình dính mắc cái gì đó, mình nghĩ đến sự vô thường nó xảy ra, hoặc giả thưa quý vị, ở trong cuộc sống mình có nhiều cái trạng thái mà nó đi ngược lại với nhau, đối lập nhau, và khi mình đem hai cái trạng thái đó để mà mình cân phân thì cái sức thuyết phục nó rất là rõ ràng. Trong đời chúng tôi thì đã từng tiếp xúc với những người rất là nóng nảy, gọi là ăn đã miếng, ai đụng đến là chửi phủ đầu. Nhưng mà chúng tôi cũng gặp những bậc thầy, ví dụ Ngài Hòa Thượng Khổ Giác chẳng hạn, Ngài rất là đầm tính, gặp những chuyện bất bình thì Ngài thường ôn hòa,
mà mình thấy cái kết quả nó khác nhau rõ ràng. Và kết quả rất là khác. Mà nếu trong cuộc sống mà gặp những chuyện bất bình như vậy, mà nhớ lời đảnh là à, ngày Hòa Thượng ngồi trước, ngày có cách xử sự như vậy, và kết quả ra sao? Thì kết quả nó đẹp hơn là sự nóng nảy. Ví dụ như ngày nổi nóng, ngày la, ngày rầy, ngày giận dữ thì ra sao? Thì để cho mình một hình ảnh xấu đi. Mình nhìn hình ảnh đối lập đó. Hay hoặc giả trong cuộc sống của chúng ta, mình có những cái dính mắc về danh, dính mắc về lợi, dính mắc về cái gì đó. Nhưng một khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh đối lập, ví dụ ở chùa, chúng tôi có quen với một gia đình Phật tử, mà đạo hữu này là một người luôn luôn cố gắng để xây dựng một cuộc sống rất là hoàn hảo. Từ cái nhà ở, chiếc xe đi, cuộc sống của con cái, tất cả mọi thứ rất là cố gắng. Nhưng mà rồi mới đây được hữu bị nhiễm Covid và ra đi. Và khi được hữu đột ngột rời bỏ cuộc đời này, tất cả những gì được hữu làm nó đều thay đổi. Thay đổi toàn bộ, nó trở thành vô nghĩa. Chúng ta đừng nói nó không hoàn hảo, mà nó trở thành vô nghĩa. Vô nghĩa với người đã mất. Và cái công trình mình sụp đổ giống như là giả tràng xa cát Biển Đông. Khi mà mình nhìn thấy cái hình ảnh tương phản đó, chúng ta rất là dễ để thay đổi cái tư duy, thay đổi cái thái độ của mình. Thì như vậy là tại sao ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy chúng ta về những cái pháp như là vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh, thì không phải là Ngài muốn cho chúng ta bi quan, mà kỳ thật là Ngài cho chúng ta những cái phương thuốc đối trị. Và nếu chúng ta khéo sử dụng là biết quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã, quán bất tịnh, thì giúp cho chúng ta trị được rất nhiều những cái dính mắc, những cái sân hận ở những trường hợp khác nhau. Thì đây là cách đầu tiên là tác ý với những điều đối lập với tà tư duy. Và điều thứ hai, thứ vì chúng ta tác ý đến những cái ý nghĩ đang lôi kéo mãnh liệt với sự nguy hiểm của những điều đó. Thỉnh thoảng thưa quý vị, chúng tôi đi máy bay có khi tình cờ coi một cuốn phim. Ở trên máy bay, người ta nói về một người sanh ra đời cũng chân chất cũng tốt đẹp. Nhưng vì một chuyện nhỏ làm quấy, để giấu giếm, rơi vào cái con đường tội lỗi, và về sau này để bịt miệng phải giết người, về sau này phải vào trong tù tội, thậm chí chịu án tử hình. Chúng ta có thể nói rằng ai mà đã từng đắp đê ở miền quê thì hiểu được một điều là đê mà bị vỡ nó bắt đầu từ những lỗ rất nhỏ, nhưng người ta gọi là lỗ mồi. Từ lỗ nhỏ đó, nó từ từ nó đục khoét sâu thành lỗ lớn, lớn lớn hơn được. Và đến lúc mà mình không còn chẳng kịp,
Thì Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên suy nghĩ về những cái tội lỗi, những nguy hiểm mà do tà tư duy sanh khởi. Và nếu chúng ta nghĩ điều đó, ví dụ như là cái tâm sân mình không khéo, có thể cha mẹ mình là xúc phạm đến. Cái tâm sân mình không khéo thì có thể là mình có quan trái với một người nhiều đời. Tâm sân mình không khéo, thậm chí mình sẽ giết người. Lấy một ví dụ, người ta làm vua đó gây rất nhiều tội lỗi. Đôi khi vì một cái chuyện bực mình một người nào đó, đem người đó ra chém đầu. Nhưng mà nó cũng do những ý niệm hận thù trước kia. Một khi mình có quyền thì mình dễ hành động tội lỗi. Do đó, ở trong kiếp luân hồi này, cái khả năng mà mình làm thiện thì nó ít, mà khả năng làm ác thì rất là nhiều. Vì cái sự ham danh, ham lợi, vì vấn đề này, vấn đề kia, nó dẫn chúng ta đi đến cái khả năng để tạo nên ác nghiệp, khả năng tội lỗi đó rất là nhiều. Và nếu chúng ta ý thức được những đó thì chúng ta rất là dễ sợ. Một chuyện đơn giản là con người thường có những cái quan trái, những cái quan kết. Quan trái quan kết này, thưa quý vị, ban đầu mình không thấy đâu, nó chỉ là một cơn giận. Một cơn giận mà mình không có dằn được, mình không có xóa đi được, thì lâu ngày nó trở thành một nỗi hận. Từ hận nó quá là thù. Từ hận thù nó có thể tạo rất nhiều thứ. Nói lời chia rẽ, làm các ác nghiệp. Chúng tôi biết có những người đó, căn bản thì họ không đau đổi quá xấu, nhưng mà bởi vì cái tính hay sân, tính hay giận, và khi tính hay phẫn nộ á, mà khi họ được biết rằng một người khác không thích họ rồi, thì họ cứ đem bao nhiêu cái xấu, bao nhiêu cái suy nghĩ xấu xa của người khác áp đặt lên người khác để họ nói xấu về kẻ thù. Thì cái mà họ nói xấu kẻ thù, họ quan trái kẻ thù á, nó phát xuất đơn giản từ cái tâm phẫn nộ thôi, mà không kìm được tâm phẫn nộ đó, là người sống tự biến mình thành địa ngục, tự biến thế giới này thành địa ngục. Bởi vì Đức Phật này ví dụ là phiền não nó giống như là một sợi dây leo. Cái dây leo, thưa quý vị, nó khởi sự từ một cái mầm rất nhỏ, nhưng mà khi nó lớn mạnh nó có thể cuốn làm chết cả một cây. Thì tương tự như vậy trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không nghĩ đến những cái hệ quả nghiêm trọng về sau này thì chúng ta không chặn lại được. Là điều thứ hai là mình nên tác ý đến gì là nguy hiểm. Và điều thứ ba là tác ý đến những gì hoàn toàn khác biệt. Và hoàn toàn khác biệt. Đổi cảnh. Đổi sinh hoạt. Mà cũng cho phép mình làm mới về cuộc sống của mình. Người Âu Châu họ có một điều là họ thường đi vacation, tức là vacation, đi nghỉ hè hàng năm. Và nhiều người họ thấy rằng khi mà họ đi nghỉ hè hàng năm, họ đến một cảnh xa lạ, họ trở về, nó lợi cho bản thân, lợi cho gia đình, lợi cho công ăn việc làm, tại vì nó mới mẻ. Cuộc sống của chúng ta khi nào bị phiền não nhiều thì một ở trong những cách tốt là chúng ta đừng thu mình, giam mình một chỗ, mà hãy cho phép chúng ta đi xa, đi đến những nơi không gian rộng lớn, đi cảnh giới mới. Ví dụ như là làm một chuyến đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, ở bên Mỹ gọi là đi xuyên bang,
đến thăm những lâm viên quốc gia vĩ đại, đến gần thiên nhiên, hay là tìm một cái gì đó hoàn toàn khác biệt để mà làm. Cái đó nó có cái năng lực nhiệm mộc giúp cho chúng ta nhất thời giảm thiểu đi cái ảnh hưởng trực tiếp của các phiền não. Thì thưa quý vị, chúng tôi có nghe nói có những người mà họ muốn cai thuốc lá, họ đổi cái sinh hoạt. Nếu mà mình muốn cai thuốc lá và mình cứng cứ ở chung quanh gần những người hút thuốc lá, tiếp xúc những người bạn mà thường hút thuốc chung, rất là khó cai. Tại vì cái chân cũ cứ lặp đi lặp lại hoài. Mình đổi đi, đổi nó làm chuyện tốt. Một lý do mà chúng tôi thấy rất là tốt để những người Phật tử tham gia các khóa thiền. Bây giờ thì chúng ta có nhiều điều kiện lắm. Bây giờ càng lúc càng có nhiều nơi họ tổ chức những chương trình tu tập 10 ngày, 2 tuần, thậm chí có thể 3 tháng. Và khi mà chúng ta đến tham dự khóa thiền thì thời gian đó chúng ta phải chật vật với những cái mới lạ, với cái việc mà phải ngồi cả tiếng đồng hồ, nhưng mà nó lại tốt lắm, rất là tốt để mà đổi cảnh gì. Nói một cách khác là tại sao cứ bắt mình phải quanh quẩn ở chung quanh cái phiền não hoài. Ngày Chan Cha ngày thường hay dùng cái ví dụ là con kiến bò quanh miệng chén. Cái chén nó tròn, bò tới bò lui thì nó giữ miệng chén thôi. Khi mà mình gặp những chuyện phiền não mà mình cứ nhai đi nhai lại, thì cái sự nhai đi nhai lại, cái lẫn quẩn đó, nó lại khiến cho mình càng lúc càng chạy thêm đổi cảnh. Và thứ gì, hai cái pháp tiếp theo là hai pháp tương đối rất là thú vị khi chúng ta học trong Phật pháp. Và điều này nó rất có lợi cho những vị hành giả tu tập, chư vị xuất gia. Đó là chúng ta vận dụng đến thân để mà theo. Về điểm này, những vị nào có tu tập rồi, nhất là hành tứ niệm xứ, thì thường chặn ra điều đó. Thân và tâm chúng ta có một sự tương quan tương đối rất là mật thiết, hai chiều. Tâm ảnh hưởng đến thân, thân ảnh hưởng đến tâm. Khi con người mình vui vẻ thì tự nhiên đôi khi thấy cái thân nó nhẹ nhàng. Chứ dù quý vị được cái gì mà trong tâm trạng rất là sảng khoái thì cái đó là thân ảnh hưởng, tâm ảnh hưởng đến thân. Hay khi nào mình tắm rửa sạch sẽ thì cảm thấy tâm của mình an lạc lắm. Ví dụ chúng tôi sống ở trong chùa, thứ hai tuần cạo tóc một lần. Đối với Phật tử là nếu quý vị ở trong chùa lâu, quý vị thấy tới kỳ hai tuần lễ mà cạo tóc lắm, cạo xong thấy người mình nó thoải mái, nó khỏe, nó nhẹ ra. Nói thì rất là khó tin, nhưng nó ảnh ảnh được cứ giống như quý vị đi tắm vậy thôi. Đi tắm xong nó khỏe, nó cảm thấy tinh thần khoan nghỉ, cạo tóc xong cảm thấy tinh thần thư thái. Thì chúng ta nên ghi nhận rằng chắc chắn là tâm của chúng ta có ảnh hưởng đến thân, nhưng mà cũng chắc chắn ngược lại là thân ảnh hưởng đến tâm. Cái pháp thứ tư đó, thì Đức Phật ngài khuyên chúng ta nên
dùng cái thân ảnh hưởng cái tâm, thay đổi quay nghi. Có một điều mà một hành giả tu tập dưới niệm xứ có thể dễ dàng nhận ra là có một số cái trạng thái tâm đó, nó chỉ sinh khởi ở trong một số cái quay nghi nào đó. Những quay nghi khác nó có thể sanh, nhưng mà một số cái tư thế nào đó, hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi. Ví dụ một người mà trong lúc nằm mà cái ham muốn mình nhục dục nó tăng trưởng, mà người đó muốn xua tan cái ý nghĩ đó, có thể đổi tư thế một cách là đứng hoặc là ngồi, ngồi kiết già. Hoặc giả là tâm của chúng ta hay suy nghĩ một cái sân hận, miên man lúc chúng ta đang đi thì đứng lại hay là mình ngồi chút, thay đổi cái tư thế đó, hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, nó có một ảnh hưởng rất trực tiếp một cách cấp thời ở trong tính cách mà chúng ta gọi là chữa lửa đối với trạng thái của nội tâm. Ít khi chúng ta nghĩ đến trường hợp này, nhưng nó có giúp chúng ta nhiều lắm. Một ở trong những điều là chúng ta chỉ nên ghi nhận là một số các phiền não nó thường gắn liền với hơi thở, nó thường gắn liền với quay nghi. Một người mà có thể khả năng thở nhẹ, thở đều thì trong lúc tập trung vào hơi thở nó cũng làm đầm tánh mình lại, làm tâm mình yên lại. Và một người biết thay đổi quay nghi một cách có chủ tâm thì thưa quý vị, cái tư duy của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta theo đó nó cũng thay đổi. Vì những này rất có lợi, lợi ghê lắm. Bởi vì có nhiều người họ gặp chuyện gì phiền não, thay vì nằm trên giường gác tay trên trán trằn trọc, họ đi bộ hay là họ tập thể dục. Ngày nay người ta gọi là tập gym, đi vào trong những cái nơi mà để luyện thể hình, tập thể dục vân vân, thì nó cũng giúp chúng ta rất là nhiều để thay đổi sự suy nghĩ. Và cái phương pháp thứ năm đó là cái phương pháp chữa lửa. Và cái này đó là ở trong trường hợp không làm gì nữa, dán chặt lưỡi lên cái nóc giọng của mình. Dán chặt lưỡi trở giọng là một cái thái độ cương quyết khẳng định là không chấp nhận bất thiện pháp, không chấp nhận cái trạng thái tâm đó. Nó không hẳn là có giá trị tuyệt đối đâu. Chúng ta đừng nghĩ rằng những phương pháp này nó có một giá trị nhiệm màu là tự tan biến hết. Nhưng mà nếu nhất thời mà nó có thể xua tan đi được thì nó vẫn rất có lợi. Lợi lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì đa số những cái lây lan của tư duy nó từ cái sự tác ý mà ra. Bây giờ mình lấy lưỡi áp sát vào nóc giọng và với một thái độ sẽ không chấp nhận cái tư tưởng này nữa, thì chúng ta thay đổi tác ý, chúng ta có một thái độ khẳng định và giúp rất là nhiều. Thậm chí khi mà Đức Thế Tôn trước khi thành đạo á, ngài kể là ngài cũng mới dùng cái biện pháp này. Chúng ta nên thử. Ở trong đời thì ai cũng có những lúc, có những giai đoạn mà buồn phiền, giận dữ. Ai cũng có những cái lúc mà trong lòng mình nó không được an lạc, thoải mái. Thì thử sử dụng cách này. Lấy lưỡi áp sát vào nóc giọng bằng một thái độ khẳng định, không chấp nhận điều đó. Thì thưa quý vị, cách thứ hai, xin lỗi, cách thứ ba và thứ tư đó
thì là dùng thân để kiềm tóc trong lúc ba cách đầu đó. Đó là vấn đề tâm lý, hoặc là tác ý đến cái gì đối lập, hoặc giả là nghĩ đến cái nguy hiểm của phiền não, hoặc giả là đổi cảnh, đổi sự tư duy. Đó là vết trị liệu tâm lý. Hai cách sau thao là dùng sự thay đổi của tư thế quay nghi của thân để tác động tâm, để thay đổi tâm, hoặc giải là dùng lưỡi áp sát thành ốc dọc. Những ai mà có tu tập, những ai mà có đối diện mình với chính mình thì lúc bây giờ mới thấy rằng những cái phương pháp này rất là lợi lạc. Những phương pháp này giúp cho chúng ta rất là nhiều khi mà mình cảm thấy những cái dòng tâm thức nó quá mạnh. Và chúng ta nhớ như vậy là người đời có câu nói gọi là lực bất tòng tâm. Nhưng mà nên cẩn thận là đôi khi câu đó nói là sự biện hộ. Đồng ý là chúng ta không làm chủ được tâm chúng ta hoàn toàn. Nhưng khi chúng ta nói rằng tôi không tự chủ được, thì câu hỏi chúng ta nên tiếp theo rằng khi chúng ta nói không tự chủ thì chúng ta đã làm gì? Chúng ta có làm gì không? Chúng ta có thử những cách này Đức Phật Ngài dạy chúng ta không? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng ô, cái tâm mình không dạy được rồi bỏ mặc nó, thì tự biến chúng ta trở thành một người rất là tội nghiệp. Tội nghiệp lắm cả. Bởi vì sao vậy? Cả cuộc sống này chúng ta không có một cái khả năng tự chủ, cái khả năng điều khiển, khả năng hướng dẫn, mà chúng ta như là một động vật mà được điều hành bởi artificial intelligence, tức là trí tuệ nhân tạo, mà nó chỉ vận hành mà nó không kiểm soát được. Cái khác biệt giữa con người và máy móc ở chỗ đó là chúng ta là con người, ngoài cái cảm thụ của chúng ta nó có tinh tế, có khác hơn máy móc, chúng ta còn có lương thức, còn có ý chí, và còn có khả năng tự mình chuyển hóa chính mình. Chúng ta nhớ là những chiếc phi thuyền mà người ta gửi ra ngoài không gian như là đến hỏa tinh hay đến mặt trăng, một cái máy computer gắn ở trong phi thuyền mà gửi đến hỏa tinh khi nó bị hư, bị trục trặc thì thứ gì đâu có thợ đâu gửi lên đó mà sửa được, thì người ta phải chế là làm cho cái máy đó nó có khả năng trị liệu chính đó. Thí dụ như trong trường hợp cái máy nó bị chậm, máy nó bị kẹt, thì nó phải reset lại, nó phải khởi động lại. Thì cái máy phải biết tự khởi động lại, chứ không thể nào mà có ai lên nó sửa được. Dĩ nhiên là có những lúc ở địa cầu cũng gửi những tín hiệu lên để nó sửa, nhưng có rất nhiều thứ, có những bộ máy nó phải biết tự sửa lại. Thì con người chúng ta, nếu chúng ta may mắn và chúng ta có cái khả năng để tự điều chỉnh, tự tiết chế, tự thì chúng ta may mắn lắm. Đa phần là chúng ta là một chiếc lá giữa dòng cuồn lưu, chúng ta trôi giạt, chỉ trôi giạt đó nó còn tệ gấp trăm lần đằng kiều ở trong thân phận của một người mà đã từng vào thanh lâu, đã từng mặc thanh y từ lúc mà bán mình chuột cha suốt 15 năm đoạn trường, thì một cái mảnh đời trôi dạt mà hoàn toàn không làm chủ được. Mình nghe cái đó, nghe nó đảo lộn, nghe rất tội nghiệp, nghe một cái rất là đáng thương. Nhưng mà chúng ta cũng vậy chứ, chúng ta là những chiếc lá giữa dòng chảy, mà nếu chúng ta không có cái khả năng để tự
hỏi về chính mình, tự đối diện với chính mình, tự đặt lại vấn đề, thì thân phận của chúng ta rất là đáng thương. Chúng ta cứ nghĩ đi, nội tâm của chúng ta mà không có khả năng tự chủ thì ai giúp mình bây giờ? Không ai giúp mình được hết. Cái vui, cái buồn, cái khổ, cái lạc, quyết định làm cái này, quyết định làm cái kia, tất cả đều sự chi phối của ngoại cảnh, sự đưa đẩy của phiền não. Vì vậy, nếu chúng ta hiểu được rằng ai mà có thể tự chế được, điều chỉnh được nội tâm của mình, nó thẳng là cái suy tầm, thì người đã nắm một chìa khóa rất quan trọng ở trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, chúng tôi có một vài lời để trình bày về ý nghĩa bạc ngày hôm nay thay cho Thượng Tọa Pháp Năng, bởi vì quý vị thấy Thượng Tọa rất là cố gắng để vào, nhưng mà rồi vì vấn đề kỹ thuật nên Thượng Tọa không có biết. Thì bạch Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa có ở trước máy mà, Thượng Tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có cầm mic được không? Đại Đức Pháp Tính ơi. Thượng Tọa Pháp Tân nghe được. Kính thưa Thượng Tọa Pháp Tân, nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Thưa Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, để được Phật Tính, để được Thể Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Tiếp theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng thì có thể nói rằng đối với cái việc tu của một cái người tu tập ở trong Phật giáo đó, trên phương diện mà nhiếp tâm thì chúng ta thấy rằng cái việc mà một người mà bằng với cái phương pháp mà chế ngự cái tâm của mình rất là quan trọng. Tại vì sao ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà mình nói tu trong Phật giáo thì chúng ta có các cái hạnh lành khác nhau, từ cái việc trì giới, từ cái việc cung kính phục vụ, rồi cái quan trọng là chúng ta trao dồi cái tâm của mình. Thì trao dồi cái tâm ở đây đó, như mình biết rằng trong những cái thói quen thường tình của cái tâm phàm phu á, thì thường hay có những cái sự phóng dật, tức là nó phan diêu theo trần cảnh, phan diêu theo trần cảnh. Tâm mình vậy chứ liên tục, mà mình chúng ta thấy nó bắt cảnh liên tục. Bởi vì thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, thông qua tâm của chúng ta đó, thì nó luôn luôn bắt cảnh. Và khi nó có những cái bắt cảnh như vậy đó, thì cái tâm của mình nó trong một cái trạng thái nó hết sức là chao động. Và do vậy đó thì cái việc mà nhiếp tâm của một cái người tu tập thì thật sự ra thì khi chúng ta chế ngự thì nó cũng có nhiều cách, chế ngự trực tiếp hoặc là chế ngự gián tiếp. Chế ngự về gián tiếp đó, là có thể nói rằng chúng ta tránh cảnh, không có để cái tâm của mình nó bị chi phối theo cái cảnh, chuyện gì nó
nó chưa tới, chúng ta cũng không cần phải cần nghĩ đến những việc đó. Và những việc gì mà nó đã qua rồi đó, thì chúng ta cũng không nên nghĩ đến những điều đó. Bởi vì thời gian nó luôn luôn trôi chảy, và tâm của chúng ta thì không nên để lại những cái vết hằn khi chúng ta nhớ đến chuyện quá khứ hay là hướng đến cái cảnh tương lai. Bởi vì vậy đó, cho nên là mình cần phải có cái sự nhiếp tâm từ xa đó, bằng cái cách gián tiếp. Còn cái trực tiếp ở đây đó thì tùy theo mỗi người. Chúng tôi nghĩ rằng thật sự ra để giữ cái tâm của mình nó rất là khó. Giữ cái tâm của mình rất là khó. Mình giữ cái chánh niệm trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Ví dụ như mình làm việc gì đó, ngay cả những cái chuyện như giống như chúng tôi nghĩ rằng mình làm những cái việc gì ở đời, quý vị ở đời thì quý vị làm những cái việc gì đó, thì trong mỗi cái cử chỉ việc làm của mình thì mình luôn luôn có cái chánh niệm ghi nhận, biết được, ghi nhận được cái đề mục của mình, để mà mình dán cái tâm của mình, mình chặt cái tâm của mình vào ở trong trong cái đề mục đó. Rồi là hoặc có khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi hơi thở, hoặc là chúng ta quán về cảm thọ, vân vân. Thì tất cả những điều đó đòi hỏi cái tâm của mình cần phải có cái chánh niệm để dán tâm liên tục. Thì thật sự ra thì mình, cái tâm của chúng ta đó thì nó bị khoan nhiên theo trần cảnh từ vô thủy tới bây giờ, mà biểu rằng là trong một phút, một chốc mà chúng ta, với một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể giữ được cái tâm được một cách lâu dài, có chánh niệm, thì nó thật là sự là khó. Nhưng mà điều đó nó có thể nói rằng là mình phải có cái sự huân tập mà thôi. Nếu chúng ta không có cái sự huân tập á, thì thật sự ra thì cái tâm của mình thả nó tới đâu thì nó sẽ trôi lăn theo tới đó thôi. Nó sẽ bắt theo các cái trần cảnh. Và do vậy đó thì chúng ta cũng khó mà nhiếp được tâm. Như vậy thì cái muốn được nhiếp được tâm thì mình cần phải thường xuyên ghi nhận ở trong cái đề mục. Như chúng tôi nghĩ rằng do cái thói quen của mình, hay là mình làm cái gì thì mình tập cho mình cái hơi thở, thì thật sự ra thì mình nhìn lại cái tâm của mình, mặc dù là mình có cái đề mục để mà mình quán niệm về hơi thở, tức là theo dõi hơi thở của mình, nhưng mà rồi đó thì cũng không bao lâu thì cái tâm của mình nó lại phan duyên theo trần cảnh tiếp. Và thế là mình cũng phải tiếp tục rồi kéo cái tâm của mình trở lại với cái đề mục mà mình cần hoặc là đang để dán tâm vô trong cái đề mục đó. Và thế là mình cũng phải làm điều đặn như vậy. Thật sự ra thì giống như là trong kinh chúng ta nghe là cái chuyện mà để chế phục mưu ở đời, thì ở đây là chế phục cái tâm tham của mình, hay là chế phục được cái tâm sân của mình. Thì trong đời sống hàng ngày mình là phần lớn là như vậy thôi, tham hoặc là sân thôi. Sự thật ra thì nói phiền não thì nó có nhiều thứ, nhưng mà cái nổi trội mà tham sân là những cái tham ưu, là tức là tham mà giờ sân hẳn ấy, nó luôn luôn có một cái hoạt động một cách thường xuyên như vậy. Vậy thì mình nhiếp tâm là cái mà mình giữ tâm của mình, giữ tâm bằng cái là mình kham nhẫn trong cái đời sống hàng ngày. Mình cũng đừng để cái tâm của mình nó chi phối theo các cái trần cảnh, hay hoặc là đối với người này người kia nghịch thuận gì đó, hay là đối với hoàn cảnh sống làm sao thì mình có cái sự chế ngự. Rồi hoặc là mình chế ngự bằng cái đời sống giới hạnh của mình, tức là mình phải biết cái gì nó không nên làm, cái gì nên tránh thì chúng ta nên tránh. Bởi vì mình biết rằng cái thân, cái tâm của mình, mà mình khi mà mình có cái lời nói hay là có cái hành động gì đó mà sai trái, thì nó làm cho cái tâm của mình nó chao động, làm cho tâm mình trong một cái trạng thái, nó mang trạng thái trạo hối.
tức là vừa là hối hận, hối tiếc với những cái hành vi của mình. Do vậy đó thì mình phải chế ngự cái cách xa ra là chế ngự bằng giới. Nhưng mà chế ngự có thể nói bằng cái trực tiếp trong đời sống của mình, thì chế ngự bằng cái đời sống chánh niệm đó, thì cái đó là chế ngự trực tiếp. Bởi vì mình không giữ thì không có trau dồi cái tâm của mình đó, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ theo phan duyên theo trần cảnh liên tục. Và để một lúc nào đó mà mình bảo rằng mình giữ được tâm đó, thì nó khó. Ngay từ lúc bây giờ thì trong mỗi lúc mỗi nơi thì mình nên 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 nên, nên trau dồi cái tâm của mình bằng cái sự chánh niệm đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng để mà tránh đi những cái tư duy bất thiện, là tham hay là sân hay là não hại đó, thì chúng ta chỉ có cái là chúng ta giữ cái chánh niệm. Nếu mà để suy tư thì chúng ta suy tư những cái điều lành, những điều thiện, những cái thiện sự mà chúng ta đã làm hoặc chúng ta đã thấy, chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó, thì chúng ta nên suy tư. Còn nếu mà để mà dán cái tâm của mình vào đề mục thì bằng cái đời sống, bằng cái việc phương pháp là ghi nhận qua cái hơi thở, thì hoặc là quán niệm về các cái cảm thọ, hay là mình nhìn về cái tâm của mình coi là cái tâm của mình đang có sân hay là đang có tham. Thật sự là nói như vậy để mà mình ghi nhận á, để có chánh niệm liên tục á, thì mình phải quân tập mà thôi. Phải quân tập, chứ nếu không có quân tập thì mình cũng không thể nào mà mình có thể là làm một một trong khoảng chốc lát được. Vì vậy cho nên là cái việc mà chúng tôi nhớ ở trong kinh mà Đức Phật ngày dạy giống như là cái người mà thợ rèn như vậy đó, mà mình muốn rèn cái món đồ của mình. Cái món đồ đó là cái dao, cái rựa, cái búa gì đó, thì mình cần phải có một cái người thợ rèn phải có cái ống thổi đó, mình thổi liên tục, thổi liên tục. Chúng ta nhớ thợ rèn người ta hồi xưa người ta quay bằng tay, hoặc là người ta làm sao quạt cho cái lửa nó cháy hừng đỏ, rồi người ta bỏ cái miếng kim loại vô, rồi người ta trui nhờ cái vừa cái sức gió đó, mà vừa cái sức lửa đó, nó áp cái hơi nhiệt nó lên, nó làm cho cái miếng kim loại, miếng thép, miếng sắt gì đó nó đỏ lên, rồi người ta mới đem ra người ta trui, người ta mới đưa ra bên ngoài, người ta gò, người ta đánh sao thành cái rựa, người ta đánh sao thành cái búa. Thì nếu mà cái miếng thép đó nó không có đỏ, không có mềm, thì người ta gõ sao mà nó thành cái búa, thành cái rựa được. Thì cái người tu cũng vậy đó, là mình luyện cái tâm của mình đó, như là cái người thợ rèn mà thổi cái ống bể vậy đó, cái ống hơi vậy đó, làm liên tục, chứ mình ngừng một chút rồi mình làm lại thì mình phải là giống như làm lại từ đầu. Tại vì nếu mà mình không thổi thì cái nhiệt độ nó không đủ sức để mà nó rèn cái món đồ đó, nó không đủ đỏ để mà mình đem ra ngoài để mình gõ, mình trui theo cái miếng cái rựa hay là cái theo ý muốn của mình được. Thì như vậy thì đối với cái tu đó, luyện cái tâm của mình bằng cái cách điều đặn chánh niệm làm thường xuyên như vậy. Mặc dù là chúng ta thấy rằng ở buổi ban đầu khi chúng ta làm tập á, thì nó hơi khó chút, thì nó giọng mà chút là nó phóng tâm nơi này nơi khác, nó chao đảo vậy đó. Nhưng mà rồi khi chúng ta trực nhớ lại, chúng ta thực tỉnh lại, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác lại, thì chúng ta mới giữ cái tâm của mình bám theo cái đề mục đó. Rồi thế là một chút sau thì bắt đầu nó lại phóng tâm nữa. Nhưng mà mình phải làm như vậy thì lâu ngày chày tháng thì nó trở thành một cái niệm, cái chánh niệm nó vững. Còn nếu không có làm được như vậy thì biểu rằng một ngày một chút mà chúng ta không làm được, thì sau này một lúc nào đó chúng ta bảo là nó làm liền được liền thì chúng ta cũng thấy là nó khó. Bởi vì cái tâm mà chúng ta hiểu là nó phan duyên theo trần cảnh từ vô thủy tới giờ rồi. Và bây giờ trong khoảng thời gian ngắn mình giữ cái tâm của mình, khi mà mình giữ được cái tâm có chánh niệm một cách đều đặn dài
bền chắc như vậy đó, thì mình cũng cảm thấy đó là có cái sự an lạc. An lạc là sao? Cái an lạc mà tâm có chánh niệm nó khác với cái lạc của từ ở cái tâm hướng ngũ 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 trần. Bởi vì khi mà cái tâm mà hướng với đến ngũ trần mà tham đắm trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, thì cái tham đắm đó nó cái tham đắm nó trong một cái tình trạng mà chúng ta thấy là nó trong một cái tình trạng hết sức là hụt hẫng. Hụt hẫng là sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng của tâm của mỗi người đó thì luôn có tham ưu, tham và sân. Cho nên nếu mà chúng ta không bao giờ mà thấy thấy đủ những cái gì thỏa mãn trong cái các cái giác quan mà mình thấy, mình tiếp xúc với trần cảnh được. Cho nên nó trong một cái trạng thái hụt hẫng thì hả, mà không tham thì nó lại sân thôi, không tham thì ưu. Như vậy thì nó không bao giờ mà nếu mà chúng ta hướng đến trần cảnh thì cái hướng đến dục lạc ấy, thì rõ ràng là cái chúng ta thấy là nó tâm nó cũng không được an ổn. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng là dịch coi dục á, là ít vui nhiều khổ, lại càng nguy hiểm hơn. Càng nguy hiểm hơn là ở chỗ đó là chúng tâm lý của một con người đó thì nó trong một cái tình trạng, trong một cái trạng thái hết sức là hụt hẫng. Và khi mà nó hụt hẫng như vậy thì cái trạng thái của nội tâm nó không được cái sự an lạc, đó là trạo 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 hối. Và khi mà một người có cái chánh niệm đó, thì do cái tâm của mình, giữ được cái tâm của mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái sự an lạc cho mình rất là lớn, là vì không có phan duyên theo trần cảnh. Thì phải nói rằng là cái việc mà tu trong Phật giáo là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Khi mà chúng ta trau dồi vậy, trau dồi các cái hạnh lành, cũng có nghĩa là làm bổ sung cái bổ túc cái các cái pháp độ ba la mật cho chính mình, hoặc là mình thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, có nghĩa là làm sao để cái sự thành tu tập của mình nó có được cái sự thành đạt, nó có cái sự an lạc ở trong cái đời sống do mình thực hành cái giới định tuệ mà Đức Phật đã dạy như vậy. Cho nên là cái việc mà chế ngự nội tâm á, là một trong những cái điều mà chúng tôi thấy rất là trọng ở trong cái đời sống này. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời. Con không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng soạn được câu hỏi chưa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại để điều hợp. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Phật Tịnh. Mà Thượng Tọa từ siêu, Thượng Tọa có ở trước quái mà, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu mà Thượng Tọa nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoàn thiện trả lời cho cô theo luật số 1. Dạ, và Thượng Tọa từ siêu, nhiều khi người ta có câu nói như vậy là họ nói rằng đối diện với kẻ thù hay là đối diện với phiền não đó, mà mình né tránh là mình yếu hèn. Thì ở trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng có khi mình cũng nên thay đổi cảnh, dạ, hay là mình tác ý đến một điều hoàn toàn khác biệt. Thì cái sự tác ý đến điều hoàn toàn khác biệt có phải là sự né tránh không? Và nếu né tránh thì đối với não mình né tránh, mình có thực sự là yếu hèn không? Cái thỉnh thì tôi tự siêu. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, những người
họ quan niệm rằng đối với phiền não mà tránh né là yếu hèn. Những người mà họ nói như vậy là những người họ không có biết gì về cái sự khắc phục nội tâm. Và một người mà họ cho rằng tránh né là sự yếu hèn, thì một là người này họ có cái tâm hiếu thắng, gặp giả hai là người này họ chưa thật sự biết rõ thế nào là cái hạnh phúc và thế nào là đau khổ. Tại sao chúng ta nói như vậy? Giống như người ta nói là bò con không sợ cọp. Đối đầu với phiền não mà cho rằng mình né tránh hay là mình yếu hèn, như vậy thì mình hãy lao đầu tới, thì người này chắc chắn họ sẽ gặp thất bại và họ sẽ tự rước lấy cái sự khổ đau. Khi họ tuyên bố như vậy thì mình nghe mình thấy họ nói, nhưng mà khi họ bị thất bại, họ gặp khổ đau, lúc đó mình làm sao mình thấy? Cho nên họ quan niệm, họ nói như thế nào, chúng ta cũng mặc kệ họ. Chúng ta cứ theo lời Đức Phật. Ngài là một bậc giác ngộ, Ngài đã tìm được cái con đường giải thoát. Và khi Ngài dạy chúng ta như vậy là Ngài đã giác ngộ, Ngài đã hiểu được sự thật đối với phiền não có nên đương đầu hay không, hay là có lúc chúng ta phải như né tránh, như trong cái bài kinh Sapa Sava Sutta Ngài dạy có những cái pháp luận hoặc cần được đoạn trừ do né tránh, không lẽ Đức Thế Tôn Ngài là người yếu hèn, Ngài dạy cho chúng ta trở thành cái người yếu hèn hay sao? Và khi một người mà họ quan niệm như vậy, chúng ta nên tin họ hay là tin Đức Phật? Chúng ta phải tự ngẫm lại. Mà họ là ai?
họ có phải là con người giác ngộ không, và chính bản thân của họ đã thoát khỏi cái sự áp chế của phiền não hay chưa? Họ chưa có gì hết, người đời họ chưa có gì hết, mà họ qua hành niệm mà nói như vậy thì chúng ta chỉ mỉm cười cho cái thái độ ngu xuẩn của một kẻ phàm phu. Chứ chúng ta không cần phải bàn đến cái thái độ, cái quan niệm của họ. Vì ở đây thưa quý vị, ở trong cuộc đời này có những trường hợp chúng ta phải tiến, có những trường hợp chúng ta phải thối. Chứ không phải lúc nào chúng ta cũng lao đầu vào trong trong cái phiền não, rồi cái lúc mà chúng ta khổ, chúng ta than, chúng ta khóc, thì trong trường hợp chúng ta đừng có trách ai hết. Nếu mà chúng ta biết trong cái cơ thể mình đang bị suy yếu đề kháng, thì chúng ta đừng có đi giận nắng hay đi giận mưa, chúng ta né tránh để chúng ta bảo trì cái sức khỏe của mình cũng như đối với phiền não về. Biết mình là một kẻ phàm phu, tâm của mình yếu, nếu mà chúng ta đối đầu với phiền não thì sẽ bị phiền não nó cuột ngã. Cho nên bây giờ để bảo tồn cái thiện pháp thì có khi chúng ta phải tránh né, tránh né người, tránh né cảnh duyên, đừng để cho phiền não phát sinh. Hay là chúng ta tránh né những cái tư duy, chúng ta cứ suy nghĩ hoài về những dục tư duy, thân tư duy, hại tư duy, cái đó không phải là anh hùng, không phải là chúng ta cứng rắn. Và chúng ta biết tránh né như vậy có nghĩa là chúng ta là người trí. Cho nên ở đây cái sự tránh né phiền não là một trong những cái giải pháp để giúp cho chúng ta giữ được cái tâm thái an lạc và đẩy lui được phiền não. Thì người mà biết tránh né phiền não như vậy đó, thì đó là một người trí chứ không phải là cái người yếu hèn. Thì chúng tôi xin được có một vài chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa tòa tu sư, xin thỉnh thưa tòa đi nghỉ. Đại chúng Pháp Tính ơi, Đại chúng Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu có thể không, Đại chúng Pháp Tính nghe được kính thỉnh. Dạ. Đại chúng Pháp Tính
khi mà chúng ta nói đến những cái phương pháp trị phiền não, đôi khi mình nghĩ đến cái gì rất là cao siêu, cái gì rất là lâu dài, cái gì mà như là một cái gì rất là mầu nhiệm. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật thì dạy một cách rất là tạm thời, ví dụ như dán chặt lưỡi lên nóc giọng như vậy. Thì để Đức Phật có pháp tính có nghĩ rằng tuy rằng tạm thời nhưng mà nó có hiệu quả, nó có thể chữa lửa được tạm thời thì mình vẫn xài được, phải không? Và xin để ý kiến của Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy giáo, con là sư thành kính đảnh lễ đến trường tọa Nhất Đạo, trường tọa Tân, trường tọa Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô phụ nữ cùng các vị thượng nam thánh nữ. Qua câu thảo luận số 2 thì dựa theo cái bài kinh này thì có những cái biện pháp mà để chúng ta đối trị với cái phiền não có cái tính cách tạm thời. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là cái gì nó cũng có từ thấp xuống cao. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người người ta học võ thì mới đầu người ta phải có cái sự tập luyện, người ta chịu đựng với những cái tư thế đó thì nó rất là mỏi, rất là mỏi, và nhiều khi nó mệt người, hoặc là có thể nó đổ mồ hôi. Nhưng mà lúc đó thì người ta vẫn cắn răng để mà người ta chịu đựng, hoặc là người ta vẫn gồng mình để chịu đựng được. Thì cũng vậy, đối với đời sống tu tập, có những lúc đầu mà chúng ta chưa có chịu đựng, chúng ta chưa có biết cái cách để mà chúng ta đối trị với phiền não. Thành ra lúc đó chúng ta phải dùng cái biện pháp là chúng ta cắn chặt răng hoặc là dán lưỡi lên nóc vọng để mà chúng ta chịu đựng những cái cơn đau kịch liệt, hoặc là tâm tư của chúng ta bị thọ khổ, khổ u, vân vân. Thì ở trong cái lúc đầu mình chưa biết cái cách để mà mình đối trị, thành ra mình phải làm quen với cái cách này. Có nghĩa là chúng ta phải dùng cái thân của mình để mà chúng ta chịu đựng để mà vượt qua được cái thời gian đó. Thì từ từ đó, khi mà chúng ta tu tập dần dần chúng ta quen rồi thì chúng ta mới biết cách là thí dụ như là lúc đó mình chỉ tác ý đến hơi thở, hoặc là mình tác ý đến cảm thọ nó sanh lên, mình ghi nhận như vậy thôi, chứ mình không có phân tích nhiều về cái sự khổ. Thì cái phương pháp mà chúng ta cắn chặt răng lại để rồi chúng ta đưa dán cái lưỡi lên trên cái nóc vọng để lúc đó để chỉ vị, để cho chúng ta giống như là chúng ta còn một cái chỗ để mà chúng ta cố gắng chúng ta chịu đựng. Quý vị biết rằng có những lúc có những cái thời gian mà khi mà mình mới vào hành thiền thì thật sự ra đó lúc đó mình đâu có biết đề mục gì, mình đâu có biết cái cách để mà mình hành thiền. Nhưng mà cái trước tiên đó chúng ta phải chịu khó, chúng ta ngồi, chúng ta giữ lưng thẳng, hoặc là một cái tư thế ngồi nó nghiêm trang, vân vân. Thì ở trong cái lúc đầu chúng ta chưa có biết được cái cách để mà chúng ta đối trị với cái phiền não. Phiền não nó đang hôn trầm thị miên, mình phải đối trị như thế nào, hoặc là tâm của mình nó đang nóng nảy, mình phải đối trị như thế nào. Thì lúc đó thật sự ra ở trong cái buổi ban đầu chúng ta không có biết được, nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ cố gắng chúng ta ngồi với một cái tư thế nó vững chắc, chịu đựng ở trong cái thời gian đó. Thì cũng vậy, đối với cái cách Đức Phật dạy cho chúng ta để mà chúng ta nghiến chặt răng lại, chúng ta áp cái lưỡi lên trên cái vọng để chúng ta lúc đó chúng ta không có bị chi phối, mình không có bị chi phối mà mình lo tập trung vào cái cách này. Thì lúc đó mình không có tìm hiểu nhiều về cái sự khổ, mình không có tìm hiểu nhiều về cái cảm thọ mà mình đang phải chịu đựng. Rồi lâu ngày chúng ta biết được, lâu ngày chúng ta mới biết được cái sự chịu đựng của chúng ta như vậy đó.
thì nó cũng được, nhưng mà nó chưa phải là cái phương pháp, là cái cách tối ưu. Thì lúc đó chúng ta mới biết dần dần là do đâu mà chúng ta bị đau nhức, hoặc là do đâu mà chúng ta bị buồn ngủ, do đâu mà chúng ta bị nóng nảy. Thì lúc đó chúng ta mới biết được những cái phiền não đó nó hiện rõ là như vậy. Rồi chúng ta mới có cái phương pháp là chúng ta, ví dụ như là đối với hôn trầm thị miên, mình buồn ngủ quá, thì bây giờ đó là cái do đâu mình buồn ngủ, do tâm của mình nó không có đi sát được với cái đề mục. Thành ra bây giờ mình sẽ sửa lại, là coi như là mình tập trung vào cái đề mục mình tu tập, để mà lúc đó nó tâm của mình nó không có bị co rút lại, thì như vậy đó thì mình mới vượt qua được cái sự buồn ngủ mà ở trong chi pháp gọi là hôn trầm thị miên. Đó là cái khi đó thì chúng ta đã tiến tu được bằng cái cách là chúng ta đè nén được cái phiền não rồi. Rồi khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, dần dần rồi đó, thì cái tâm của chúng ta nó được an tịnh, thì lúc đó chúng ta mới biết được những cái phiền não này bây giờ nó không có mặt, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong tâm của mình. Mà tiềm ẩn ở trong tâm của mình là do đâu? Là do trí tuệ của mình nó chưa sanh lên để mà nó đoạn trừ những cái phiền não đó. Đó thì lúc bấy giờ chúng ta phải tu tập về cái tuệ quán để mà chúng ta đoạn tận được phiền não. Thì không phải là tự nhiên mà ta phát sanh được tuệ quán, do chúng ta tu tập nó có từ thấp đến cao, rồi dần dần chúng ta mới đi đến một cái mức tối ưu. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này chúng con muốn nói rằng là đối với cái phương pháp hoặc là cái cách này tạm thời, thì đối với khi mà chúng ta chưa có biết được, nhận diện được rõ phiền não này là do đâu nó sanh khởi, thì trong lúc này tạm thời chúng ta dùng cái cách là theo Đức Phật dạy, là mình nghiến chặt răng hoặc là mình áp lưỡi lên nóc vọng, để mà lúc đó mình có cái sự mà kham nhẫn để mà chịu những cái sự mà biến đổi ở trong thân tâm này. Rồi lâu ngày đó chúng ta sẽ giống như là một người mà cuối đường hầm sẽ tìm ra được ánh sáng, thì lâu ngày chúng ta sẽ có được cái tâm định tĩnh, rồi chúng ta đối trị lại phiền não bằng một cái cách mà theo cái trí tuệ của Đức Phật đã dạy cho tất cả các vị hành giả. Đây là những cái ý con đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thu cái trình đại chúng Pháp Tân, mà Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa còn ở trước máy không? Sư Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Sư Nguyên Thông, người bình thường thì thích thay đổi thế giới này, chúng ta thay đổi bằng cách này hay cách khác. Nhưng người tu thì quan điểm là mình nên thay đổi nội tâm, nó cụ thể là thay đổi tư duy của chúng ta. Nếu tư duy của chúng ta thay đổi thì cuộc sống nó ảnh hưởng như thế nào? Kính thỉnh Sư Minh Thông cho vài chia sẻ về điểm này. Thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa Đạo Tràng, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ. Có đáp án cho câu thảo luận số 3 hỏi rằng: chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi được suy tư ở bản thân. Sự thay đổi tư duy có ảnh hưởng thế nào đối với cuộc sống? Kính thưa Sư Phụ, đây là một cái giải pháp mà chúng ta nên học hỏi, là bởi vì không một ai trên trần gian này có thể thay đổi thế giới, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái thái độ, cái sự tư duy, cái cung cách của chúng ta để đáp ứng cái tình hình và để mà giải quyết cái cuộc sống của chúng ta. Vì vậy trong bài kinh này Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta cái 5 cách cái thay đổi cái thái độ của chúng ta để mà giải quyết những cái phiền não mà đang bao phủ của chúng ta đó. Thì cái điều này thì là cái bài học
mà cho tất cả những người trí trên trần gian này là không nên học hỏi. Và những người trí họ họ sử dụng cái phương pháp này để mà có thể sống an ổn trong trần gian này. Vì vậy cho nên thế giới thì làm sao chúng ta thay đổi cái hoàn cảnh bên ngoài? Hoàn cảnh bên ngoài nó là như vậy, nó là thực tế, thì làm sao chúng ta thay đổi được? Thì chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta thay đổi cái tư cách hay cái nhìn, cái cung cách của chúng ta đối với lại sự việc mà chúng ta đang chạm trán. Vì vậy cho nên cái tư duy là cái điều mà chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể ngừng tư duy, hay chúng ta có thể tư duy thế này hay thế nọ, làm thế nào để trong một cái tình trạng đó thì chúng ta được an ổn. Và kính thưa sư phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, những người tu hành từ những vị tỳ kheo, những vị tu sĩ cho đến những Phật tử có mặt trong room, hay là tới những Phật tử mà có thực tâm tu hành, thì chúng ta phải biết là luôn luôn ở trong cái chánh niệm. Ở trong chánh niệm tức là chúng sống trong giây phút hiện tại này, và cái tâm của chúng ta nó trụ trong chánh pháp, trụ trong giáo pháp, cái Buddha Dhamma là cái chân lý tuyệt đối. Vì vậy khi mà chúng ta trụ trong cái chân lý tuyệt đối thì chúng ta mới dễ dàng là bỏ qua tất cả những cái hoàn cảnh mà nó ảnh hưởng đến chúng ta. Và vì vậy cho nên cái sự thay đổi tư duy là một cái tư thế mà cái người hành giả đó là thường xuyên sử dụng để mà hướng tâm mình về những cái Phật Pháp Tăng, hay là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới. Thì tất cả những điều đó giúp cho chúng ta không xa rời chân lý, và nhờ vậy chúng ta không có bị những cái hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Một người đã từng thường xuyên tu hành, đã từng thường xuyên nằm niệm Phật, đã từng thường xuyên ở trong giáo pháp, thì do nhờ cái thường cận y duyên đó mà người hành giả đó có thể thông dong, có thể tự tại. Bởi vì những cái phiền não bên ngoài đối với người hành giả đó có tâm tu tập thì không thể nào cái những phiền não, những cái tà tư duy ta, những cái tà tầm đó có thể xâm chiếm cái người tu Phật. Là bởi vì người tu Phật đã từng tu Phật, đã từng trụ trong chánh pháp, đã từng hiểu biết giáo pháp, thì tất cả những cái ác bất thiện pháp khi mà người hành giả đã nhận ra chúng là kẻ thù, là kẻ địch, thì người hành giả đó không có giao du với họ, mà lại phải để quạt gạt họ qua một bên, hay là không tư duy về vấn đề đó và trở về với chánh niệm tỉnh giác. Kính thưa sư phụ, đó là một thái độ chân chính, một thái độ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng giải cho chúng ta, là phải chánh niệm tỉnh giác trong từng bước đi, trong từng hơi thở. Và khi chúng ta nhớ lại thì chúng ta sẽ dễ dàng xa rời tất cả những cái tà tư duy đó, tà tầm đó, và trở về với chánh niệm tỉnh giác. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con hiểu biết về giáo pháp. Tuy nhiên con vẫn là một chúng sanh vô minh, xin sư phụ từ bi chỉ dạy những điều con nói chưa đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thủ cái trình sư Nguyễn Thông. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc lại lời nói của một vị tu sĩ người Đức về sau này xuất gia có pháp danh là Govindas. Vị này nói rằng sự khác biệt to lớn giữa đạo Phật và các tôn giáo khác là thay vì đề cao những giá trị như giá trị đạo đức, giá trị luân lý, thì Đức Phật Ngài đưa ra những phương pháp để thực hiện điều đó. Thí dụ như ai trong chúng ta cũng hoan hỷ với tâm từ, hoan hỷ với tâm bi, cũng hoan hỷ với sự thanh tịnh, hoan hỷ với hiếu hạnh. Nhưng mà làm sao để có được tâm từ, làm sao để có được tâm bi, làm sao để được thanh tịnh, làm sao để có hiếu hạnh? Thì đó là phương pháp. Con người càng tiến bộ thì cái khả năng ứng dụng, thực tiễn những gì mình hiểu biết vào đời sống đó, nó càng tinh tế hơn. Thí dụ ở tại Việt Nam chúng ta, không phải là chúng ta không biết nhiều về vật lý, ở nhà trường không dạy về toán học, không dạy về khóa học, nhưng mà cái biết, cái hiểu của các vị giáo sư ở trong trường lớp mà đem áp dụng, biến thành những cái sản phẩm có thể đưa vào thị trường,
có thể có lợi cho đời sống, đó là một chuyện hoàn toàn khác. Do vậy chúng ta nên tâm niệm như vậy, là trong cuộc sống này khi chúng ta học Phật pháp thì thấy được cái hay, cái đẹp, cái cao siêu Phật pháp là một chuyện mà từ những lời dạy của Đức Phật chúng ta có thể đem ứng dụng vào trong bản, áp dụng cho bản thân của mình, đó là một chuyện, một chuyện khác. Bài kinh ngày hôm nay là một ví dụ rất là cụ thể. Đức Thế Tôn ngài dạy cái cách để điều tâm, để nhiếp ý. Trong cách điều phục tâm ý này đó thì cho chúng ta thấy rõ ràng là những cái phương pháp, những cái phương thức cụ thể, chứ không phải là cái gì xa vời. Và rất buồn là nhiều khi chúng ta nói đến đạo, chúng ta nói đến Phật pháp thì chúng ta hay mơ tưởng về một cái gì rất là cao siêu, cái gì rất là xa xôi. Nhưng mà kỳ thật càng học càng đọc thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này có những lời dạy rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày, rất là cụ thể. Cứ tưởng tượng như vậy là hàng ngàn ngàn đệ tử đi theo Đức Phật, sống bên Đức Phật, sống bên trong những cái đạo tràng. Và nếu chỉ mỗi ngày sống bằng những cái lý tưởng cao xa mà không có những áp dụng thực tiễn được thì có lẽ là tăng chúng không còn là tăng chúng, và đời sống xuất gia không mang lại lợi lạc thực sự. Vì vậy đó, đời sống của các vị đệ tử Phật thời Đức Thế Tôn còn cụ thể đó, có một điểm chắc chắn rằng ít có nặng về lý thuyết, ít có nặng về triết lý như chúng ta ngày hôm nay, mà nặng về đời sống thực hành, nặng về sự áp dụng trong đời sống. Và qua đó các ngài tìm thấy được những giá trị cụ thể mà gọi là pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng. Sokhato Phagavatam Tathamo, thiết thực hiện kịp Sandisiko, vượt ngoài thời gian Akariko, đến để chứng nghiệm Ehipasiko, có hiệu năng hướng thượng Openajiko, Bachatang Vedetabo Vinyu Hiti, là được thể nghiệm, được chứng nghiệm bởi người có trí. Và như vậy các vị đó cảm nhận chánh pháp một cách nhuần nhuyễn, một cách thấm thía, một cách lợi lạc, một cách thực dụng. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng, để lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nguyên Thông xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư vị tôn đức tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong lại đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, phận sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính sư cô Nhật Quỳnh hay cô Lăng Nhà Nguyệt mở kinh cuối buổi học, xin cảm ơn. Ta
chi văn ba ha ra ni du ca ma nu nhang phu cho nang ta phê lập văn tu ma di ba di con xin hồi hướng phước lành các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng hòa vị nhân sở sa pang su bang ka bang ka khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ron ta rang ho tu sa Dạ, kính thưa chư vị, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.